Okay, so today đừng học này. Hello, dương chụp này những video tự tôn chụp mùi đừng mê riêng free nè. Đó. Chứ pi video muốn nhóm bạn và riêng để học này pi dọa đừng pi free nè. Free nè hay đừng true nè. Đó. Chứ à free nè hay đừng true nè. Vì chỉ một hệ open source. Vì chỉ là open source đã. Ai free nè true nè. Nó vừa bằng ổn kia thế nè. Còn hôn ai system tầm mùi thế. Ai sản phẩm free nè, nâng cứ về free thế, nhưng ai đó này ai chốt download bạn, những đó này chốt trong website free nè, nhưng chưa lọc. Chứ ngờ cả đây thì những đó này miền hạt về chỉ computer bị bay rồi có computer giờ dùng miền hạt về miền hạt đi miền ấy chả ăn gì ai chơi rẻ thấy bán thế đó này ai bia nè luôn anh bạn bài trình nè ai xin xin cả này thầy dạy trong chúng này chứ là nó chứ ngay free night go via và hoài nờ chỉ hạt via đá nhé nhưng bảo website mới trên free night phần tay về đã sản phẩm hạt via business vào viết cứ true nè ha về bên chỉ bảo hệ home về bên chỉ bảo hệ enterprise ai who using free nè về bên chỉ là đá nhé ok chứ free night về chỉ bảo hệ open source thì chứ mà sân thì hay nó có mà AI system ណា អញ្ចឹង បើសិន ជា អ្នក នរ គ្នា មាន hardware ឬ ក៏ មាន computer ដែល មាន hard disk ច្រើន ចោល ឬ អ្នក នរ គ្នា ថា មិន ចង់ ទិញ NAS ផ្សេង ប្រភេទ ផ្សេង អី មក ប្រើ ហើយ អ្នក នរ គ្នា ចង់ អស់ តិច ណា អាច ជ្រើស free NAS ចូល ទៅ download software របស់ វា មក នេះ ISO file ហ្នឹង យើង អាច install នៅ លើ ESX ឬ ក៏ install នៅ លើ ប្រភេទ VMware ឬ ក៏ យើង install direct ជាមួយ នឹង hardware របស់ យើង ក៏ បាន ដែរ ណា okay អញ្ចឹង internet ខ្ញុំ រឹង ខ្សោយ okay អញ្ចឹង នៅ ក្នុង video នេះ ខ្ញុំ នឹង តត ពី video មុន ដែល video មុន យើង បាន និយាយ ពី ត្រួស ត្រួស ពី free ណាស់ ណា ហើយ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ បរិញ្ញ អ្នក នរ គ្នា ពី របៀប ធ្វើ red មាន ន័យ ថា dương cho tôi không bài hát đi thằng ông nó thôi chưa red phải nó không free nè cái thơ mày bây giờ tiếp theo chúng mình Synology tới free nè để ăn bạn vô trường Synology mình tích để sao về thằng mày nè ok cho nên ông này ai free nè nhóm nhóm install là lơ VMware trường IP để tự bàn vì router bằng nhóm nè mẹ mày cái tịch trường structure dương sắc hay dương ở thái dương miền là DNS server Windows server vi phần đặc biệt DNS hoặc nhóm cứ itnet.com đó tập mà không nó đã khi nhóm miền là na hoặc nhóm free na nắng IP nhóm zone chuột bản bản đã đặt cho từ mười đến mai cái tài chạy mai cái tài cái có bỏ đi HP AMR chúng căn PC Windows thân đó bọc nhóm này là bây giờ thôi cả sẽ hay dương thôi cả mẹ trai từ bên trên mỏ ok hay cùng đó là trong video nâng dương nâng sức xa ta lơ thà na free na nó ai cho nhưng mà bạn được Synology ấy bạn ạ nè chứ ngà nâng dương miền dương ai cho bạn dương ai chờ tiền user trên vì Windows Server vì quân đặc biệt bạn nè nên đó nè ok chứ ngà nên đó nên cho một khi mà dương dương cho một căn na và dương chừng nào bao giờ nên ông này bây giờ command line ai prag command line bán mình tay bây sân chưa at bài prag command line nên ông này ai cho tam web interface nè ok chừng user root đây chưa vì nữa không đi về miền là về riêng lock cho mỗi visa để interface phía miền để chỉ dashboard mỗi ai ở riêng mở vì system bao giờ miền để về chỉ cpu về lộ đó là interface nền và card bao nhiêu nữa, ok nền IP bao nhiêu, hay nền memory dương cũng vậy chi lớn, còn đi, ok, chẳng nó không đi nền tảng này cho một con đường làm bài thơ ca, không bài hát đi rồi cái gì thơ đẹp bán được tảng này cho một căn này, pool, chương pool này là toàn miền này thế, chẳng hát đi bọc nhau miền tảng off màn crop buồn crop nè, chương nhóm ai thừa red file bà nè, hay hạt đi bọc nhóm nhóm ai chèn pi vim vi nè, nè, chương nhóm ai chỗ này, chương tè, chương chia sẻ với sơn này là ông này là ông này miền hạt đi chơi nè, từ thiệt tuồng bay
bay crop lang này ở này ai vô một thôi chỉ red file bạn này ok chắc không đi nhầm vô bay bay đi thôi còn bạn chụp mũi cái này đi zero à đi tìm mũi tiền đó kiếm thôi dùng đạp run system OS rồi bỏ free nè nâng ok ok chắc nên tạo cái cho không pool tạo mọi chuyện chụp add hay bị ai cả new pool nè để dùng cả red nè trên create pool hay đã chung mua như đã chung mua tớ để trải đi lại ấy nè nhưng mà data rồi cả đã chung mua IT này đâu IT này data nè ok tổng quan để đọc này select cái này nhé nếu hạt đi thì việc số cứ miễn tập bay thì để xa mua tiết dương ran chia sản phẩm system OS hoặc gì hãy để đọc này thích tặng ở hết cho chị nhà pro như này hai bên đang run một căn data video cái này nó cứ bên đang xui dương này chỉ một phần red red bao nhiêu miền bảy này strip mirror hay là red sắt nó cứ red file nên dương để đọc này trong dương chỉ bắt để đọc này ảnh vậy tớ strip rồi cả mirror rồi cả red tie nó nâng free nè đấy nhưng vì mình cứ vì pra red sắt rồi vì chỉ một phần red file vì dương thiệt thiệt đó nè ok chứ là hạn đây bao nhiêu miền bay crop mà crop miền một hay tệ à một hay chỉ chứ là bây giờ dùng dùng một thơ red file được red sắt nó vì là pra ban đặc biệt hay bị tụt mùi là về miền bản hà nó ok nên ông này chọn create hay xua dùng này the content of all edit this will be error chứ bên đây là data đây miền là đi bay nó cứ bị nó lọc cho rồi ok chứ để ta để dựng ảnh bảo bán nè tập mà để ta học này bàn trai hả ta để học này trong một cái phụ đó thì học này chọn được gì nhỉ chọn công trai bay được mất hay chọn được add data sheet nè bây giờ mình create new folder rồi ta ok nhập lại HR hay chọn sale với cái folder mới chọn HR trong sub folder thì học này chọn cái này đi một tiền rồi add data sheet mùi tiền mất cái sạp này ờ nhầm đã mùi tiền rồi cùng nó xe vào những cái dương đã public mùi tiền này ok tổ mơ đó này chọn mùi tiết add folder mùi tiền mất nhầm đã chung mua sản phẩm IT dương mất nè ok chắc là nên chỉ là biểu mấy ca bằng cát red hay là một cái folder nè nhưng mà dương create red hay là một cái folder chương đặt folder và những gì ở các bạn hãy chương video cross khi nhau nông pram để tặng học nếp vì được biết vô nãy nếp từ chọn dụng mẹ nhé dùng các folder bạn hãy dùng chọn dụng mẹ rất dùng chập đồng thời cả xe chọn đồng thời xe bạn ạ dùng web trai để dùng prasino chi và ai thầm đà chương video đang viên tập đăng tế thì dùng to video cross tiện ạ ạ con chào.